Trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, hàng loạt chợ tự phát tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, sau khi thành phố mở cửa trở lại, tình trạng chợ tự phát lại bùng phát và hoạt động còn tấp nập, rầm rộ hơn. Mất an toàn giao thông, khó kiểm soát chất lượng hàng hóa. Đặc biệt, nguy cơ dịch bệnh lây lan bùng phát từ những chợ tự phát này là điều khó tránh khỏi. Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh giờ đã trở thành chợ đầu mối tự phát lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Kéo dài nhiều km, hàng hóa từ khắp các tỉnh thành đã chất đống để họp chợ như thế này. Chợ tự phát không chỉ họp ở hai bên đường, mà ngay lối vào chợ đầu mối thì tình trạng bát nháo, lộn xộn, bày bán tràn lan từ vỉa hè đến xuống dưới lòng đường. Từ ngoài ngõ vào đây, đó, những người họ bán lan ở ngoài, họ tự phát, họ bán như vậy thì thật sự mà nói bán hàng mà vào trong chợ của tôi thì rất là khó. Đi lại thuận tiện, dễ dàng cho buôn bán. Cả người mua và người bán đều không phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh. Chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng chợ tự phát tấp nập, bao vây chợ chính thống như hiện nay. Thì địa phương ở đây họ phối hợp để mà test nhanh. Thì ví dụ họ test cái lằn đường bên này thì lằn đường bên kia họ tránh. Họ tránh mặt đi để mà họ tránh cái việc kiểm tra đó. Đó. Thì cái đó là không thể nào mà không các ban ngành không phối hợp nhau để mà làm triệt để là không được. Vì là chợ tự phát nên không có lực lượng thường xuyên kiểm soát giá cả và chất lượng, đồng nghĩa tiểu thương tại chợ chính thống sẽ không thể cạnh tranh được với chợ tự phát dù có giá cả và chất lượng tốt. Nói chung mặt hàng bên đây thì rất tốt, rất đẹp luôn, nhưng mà không cạnh tranh nổi bên ngoài. Tại vì tiểu thương họ chỉ bán ở đây không được, họ lùa ra ngoài đường họ bán hết. Còn một số bây giờ trong chợ đâu còn nhiêu sạp đâu. Mà người đi chợ thì vô đây khó khăn họ không mua. Cho nên ở trong đây là tôi không bán buôn gì được nữa hết. Giá bên em á, được cái là đảm bảo là giá gốc. Tụi em chỉ ăn hoa hồng trên sản phẩm thôi nên chắc chắn sẽ bán theo giá gốc. Nên sẽ có lợi thế hơn so với những chợ tự phát bên ngoài. Họ kêu giá lên rất là cao. Với lại bên đó tốn không quá tốn tiền mặt bằng đâu. Nên họ thiết giá rất là cao so với những cái mặt hàng ở trong chợ. Do cái tình hình mà dịch bệnh như vậy, rồi sống chung với dịch thì cái người dân khi mà bị kiểm tra ở các cái đầu vào, thì đây là cũng là một cái không có lợi thế. Sau đó mà họ mua ở phía bên ngoài thì không có cái sự kiểm tra kiểm soát gì đối với dịch tễ. Do đó mà cái ở phía bên ngoài là chính quyền cũng dọn dẹp ở phía bên ngoài đấy. Nhưng mà khi mà chính quyền rút hết thời gian thì bắt đầu là cái người dân lại tiếp tục buôn bán ở khắp cả các cái xung quanh của chợ cũng như là quốc lộ 22. Tất cả các mặt bằng đều cho thuê để kinh doanh cái ngành hàng rau củ quả trái cây và thịt heo. Từ đó mà ảnh hưởng tới những cái người kinh doanh mua bán có giấy phép đóng thuế thì ở phía bên trong này họ bị thiệt thòi. Từ đầu tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản khẩn chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận 8 và huyện Hóc Môn khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển lên xuống hàng hóa và kinh doanh tại các điểm mua bán tự phát lấn chiếm lòng lề đường không đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tình trạng này cũng chưa được giải quyết dứt điểm. Hiện nay thì cái theo phản ánh của tiểu thương thì những cái khó khăn thì công ty chợ là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thứ nhất là Ủy ban nhân dân quận 8 và huyện Bình Chánh để thực hiện cái công tác là đẩy đuổi xử lý những cái trường hợp buôn bán trái phép từ ngoài đường Nguyễn Linh vào chợ. Kết quả thì cũng có giảm, nhưng mà hiện nay cũng còn bán bên ngoài cũng rất là sôi nổi. Thì cũng mong rằng chính quyền địa phương cũng tiếp tục duy trì để thực hiện tốt cái công tác là đảm bảo vấn đề an ninh trật tự cũng như là cái công tác bán trái phép ở bên ngoài chợ phải giải quyết triệt để. Là do là có những cái quy định về trong công tác phòng chống dịch đó, thì hạn chế cái việc ra vào chợ đầu mối Bình Điền. Thì có những tiểu thương là không đảm bảo
những cái tiêu chí mà phương án của chợ đặt ra thì họ không vào được chợ, do đó họ mới là có việc là mua bán tự phát tại nơi này. Nhận thấy được cái việc đó thì Ủy ban phường cũng có tiến hành là trao đổi làm việc với ban quản lý chợ Bình Điền để tìm cái giải pháp tốt nhất là làm thế nào để có những cái tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tiểu thương để vào trong chợ lại. Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã theo dõi hoạt động kinh doanh nông sản, thực phẩm khu vực quanh ba chợ đầu mối để xử lý dứt điểm. Trong trường hợp để tái diễn tình trạng phát sinh các điểm kinh doanh tự phát xung quanh ba chợ đầu mối, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã chịu trách nhiệm trực tiếp và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện có trách nhiệm giải trình trước Ủy ban Nhân dân thành phố.